người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê và sách, công thức thịnh vượng của người Đức. Sau Thế chiến thứ 2, Đức rơi vào thời khắc số 0, đất nước chia cắt, kinh tế kiệt quệ, gần 50% nhà cửa bị xóa sạch. Giữa cho tàn đổ nát đó, nguồn lực còn lại của Đức chính là con người. Khát vọng tái thiết nước Đức đã tạo ra chủ nghĩa hoàn hảo và lối sống sáng tạo mà người Đức luôn tuân thủ. Chủ nghĩa hoàn hảo là nỗ lực hơn 100% để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất, kỷ luật cao độ để đạt năng suất tối ưu, luôn đặt mục tiêu lớn và hướng đến sự sáng tạo. Thực thi chủ nghĩa hoàn hảo, người Đức đã cần cà phê như nguồn năng lượng cấp thiết để luôn luôn sáng tạo, tỉnh thức, và Đức đã trở thành quốc gia cà phê. Cà phê là thức uống được tiêu thụ nhiều nhất ở Đức. 86% người Đức trưởng thành uống cà phê mỗi ngày. Họ uống cà phê mọi lúc, mọi nơi. Bởi chủ đề thường xuyên trong các cuộc trò chuyện là các giao dịch, các ý tưởng mới. Cà phê là chất xúc tác đặc biệt để tư duy nhanh và đưa ra những quyết định đúng đắn. 51,6% công ty Đức cung cấp cà phê miễn phí cho nhân viên nhằm tạo nên sự tỉnh thức, tập trung, kỷ luật tuyệt đối. Người Đức chỉ làm 35 giờ mỗi tuần, nhưng năng suất làm việc vượt trội so với các quốc gia khác. Đức cũng là nơi khai sinh ra chiếc phễu lọc cà phê, được phát minh vào đầu thế kỷ 20, làm ảnh hưởng, thay đổi cách thức thưởng thức cà phê của nhiều quốc gia trên thế giới. Sáng tạo, tỉnh thức là đòn bẩy phát triển nền kinh tế Đức, nhưng đạt mức nhảy vọt thần kỳ lại cần thiết phải có sức mạnh trí thức. Cũng như uống cà phê, đọc sách, sống cùng sách là đặc trưng văn hóa của Đức. Mỗi 6 giờ sinh hoạt, người Đức dành 65 phút để đọc sách. Người Đức quan niệm sách là di sản vượt thời gian. Vì vậy, đọc sách là cách tiếp cận trí thức nhân loại để làm giàu cho mỗi người và làm giàu cho quốc gia. Đức có hơn 11.000 thư viện công cộng, phủ rộng từ thành thị đến nông thôn. Trong từng gia đình, doanh nghiệp đều có tủ sách, thậm chí là tủ sách được đặt trên đường phố trong những buồng điện thoại công cộng để người dân có thể đọc mọi lúc. Mỗi năm, có khoảng 94.000 đầu sách được xuất bản hoặc tái bản. Khát vọng vĩ đại, sự tỉnh thức, sáng tạo và sức mạnh trí thức đã kiến tạo nên tinh thần Đức và những công dân theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, đưa đất nước từ cho tàn trỗi dậy thành cường quốc ảnh hưởng toàn cầu. Đức đạt bước nhảy vọt thần kỳ trong tăng trưởng nhờ các siêu ý tưởng, những phát minh trong ngành công nghiệp hiện đại là đòn bẩy góp phần đưa Đức trở thành nền kinh tế đứng đầu châu Âu. Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, Đức càng khẳng định vị thế cường quốc sáng tạo. Năm 2019, Đức có đến 46.634 bằng sáng chế có giá trị. Không chỉ riêng Đức, hơn 50 năm qua, thế giới đã trải qua giai đoạn tăng trưởng tái thiết và có gần 10 quốc gia đạt bước nhảy vọt. Và những quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé, nghèo tài nguyên hoặc rơi vào nghịch cảnh thời khắc số 0 như Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Tây Ban Nha là những nước tạo nên hiện tượng phép màu kinh tế. Điểm chung rất đặc biệt của các quốc gia này chính là lượng tiêu thụ cà phê và tỷ lệ người dân đọc sách luôn đứng đầu thế giới. Các nhà nghiên cứu kinh tế hiện đại nhận định rằng sự thịnh vượng của các quốc gia
đến từ năng lực sáng tạo và sự hiểu biết. Cà phê và sách đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Trong khi cà phê là năng lượng cho não sáng tạo, thì sách cung cấp nền tảng tri thức cần thiết cho sự hiểu biết đầy đủ, góp phần rút ngắn con đường đi đến giàu có, thành công và hạnh phúc đích thực cho mỗi người, thịnh vượng bền vững cho các quốc gia.